Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cái nồi luộc gà bên mình đang bán nhé. Five Star này. Nồi này là nồi size 30 này. Cực kỳ dày này, nặng lắm. Đây nhá, tay đây nhá. Tay mình đây này. Này, sâu này, tay của mình là 20 phân nhá. Sâu 20 này. Này. Đấy, nồi này thì xịn so khỏi phải nghĩ. Cực kỳ dày nhá. Đấy. Ôi giời ơi, hôm nay rằm cái nhiều người hỏi nồi luộc gà quá. Mà hôm nay mới mở ra thôi. Hôm nay mới quay video cho mọi người nhé. Còn bán toàn để nguyên trong thùng mới chả chưa mở ra bao giờ. Được, ok.